chuyên gia phân tích giá trị thương hiệu cực khủng của Quang Hải. Quang Hải đang là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Giá trị thương hiệu cầu thủ này mang lại là rất lớn. Điều này cũng dễ hiểu vì sao anh yêu cầu số tiền lót tay và mức lương cao. GD, NTD, Quang Hải đang là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Giá trị thương hiệu cầu thủ này mang lại là rất lớn. Điều này cũng dễ hiểu vì sao anh yêu cầu số tiền lót tay và mức lương cao. Một số nguồn tin khẳng định, nhiều khả năng tiền vệ Quang Hải sẽ tìm cho mình bến đỗ mới, thậm chí có thể sẽ xuất ngoại ra nước ngoài thi đấu như lời khuyên của đa số các chuyên gia sau khi hết hợp đồng với đội bóng thủ đô vào trung tuần tháng 4 tới. Ở trận đấu với Thanh Hóa chiều ngày 16 tháng 3, tiền vệ này vẫn ra sân thi đấu và là người ghi bàn thắng duy nhất. Tuy nhiên, khả năng ở lại với Hà Nội FC vẫn còn bỏ ngỏ. Mới đây, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long phân tích giá trị của Quang Hải với thương hiệu của Hà Nội FC trên trang Pháp Luật và Bạn Đọc về mặt thương hiệu. Có nhiều điều tạo nên giá trị cho một câu lạc bộ. Đầu tiên là lịch sử, rồi các thành tích đội từng đạt được, huấn luyện viên, giá trị quốc gia và dàn cầu thủ. Đấy là dưới góc nhìn của một người chuyên làm về truyền thông. Nếu tôi muốn ký hợp đồng với một câu lạc bộ, tôi sẽ định giá thương hiệu của họ trên các giá trị trên. Trong những giá trị ấy, dàn cầu thủ là quan trọng nhất. Nó cũng phản ánh khả năng thành công của đội trong tương lai. Nếu quá khứ đội chơi rất tốt mà tương lai không đảm bảo thì giá trị truyền thông cũng sẽ có vấn đề. Mà trong dàn cầu thủ, giá trị thương hiệu có tới 70-80% thuộc về hàng công. Những người sẽ đóng vai trò quan trọng hơn để có chiến thắng cũng như mang lại cảm hứng cho người hâm mộ. Từ đó, ta có thể kết luận một cầu thủ siêu sao trên hàng công đóng vai trò rất lớn vào giá trị thương hiệu của một câu lạc bộ. Là một người hay đơn vị định tài trợ cho câu lạc bộ, dễ hiểu sẽ muốn xem câu lạc bộ có giữ được cầu thủ chủ chốt trên hàng công hay không. Vì mình hợp tác cho tương lai mà. Nên nếu nhiều nhà tài trợ muốn Hà Nội FC phải giữ được Quang Hải là bình thường. Ngược lại, câu lạc bộ vì thế cũng phải lượng một cái giá rất tốt cho ngôi sao trên hàng công của mình. Khi được hỏi, Quang Hải có xứng với số tiền lót tay cộng lương gần 10 tỷ đồng mỗi năm hay không? Chuyên gia Nguyễn Ngọc Long phân tích. Nếu nói Quang Hải có xứng với mức lót tay 5 tỷ đồng mỗi mùa, lương 400 triệu đồng mỗi năm hay không, thì còn phải xem các nhãn hàng sẵn sàng trả bao nhiêu. Nếu mình tính sơ sơ thuê, Quang Hải làm gương mặt thương hiệu 6 tháng thì sẵn sàng trả 1 tỷ đồng. Nếu có 10 hợp đồng như thế là có 10 tỷ đồng rồi, mà đấy còn là con số thấp chứ không cao. Nên câu chuyện nói trong 1 năm, trả Quang Hải lót tay 5 tỷ đồng, lương 400 triệu đồng mỗi tháng, tôi sẽ trả ngay. Đây là ta mới nói về bài toán kinh doanh. Ở trên cũng chỉ là một ví dụ với riêng giá trị hình ảnh của cầu thủ. Ngoài ra còn nhiều loại hợp đồng khác nữa khi kết hợp cả giá trị hình ảnh của cầu thủ vào với câu lạc bộ. Nhìn chung tôi cho rằng dù có trả Quang Hải đãi ngộ cao như kể trên, đội bóng vẫn sẽ có lời. Nên tôi tin sẽ có câu lạc bộ đồng ý trả giá cao cho Quang Hải nếu tính về khía cạnh kinh tế. Theo chuyên gia Ngọc Long, mất Quang Hải có lẽ không phải thảm họa cho vấn đề hình ảnh của Hà Nội FC. Nhưng để đội bóng này tìm được người thay thế xứng đáng sẽ rất tốn thời gian, công sức. Với Hà Nội FC, nếu mất Quang Hải thì liệu giá trị câu lạc bộ có gặp khủng hoảng hay không? Tôi nghĩ rồi họ sẽ tìm một cầu thủ khác để thay thế, nếu thay được thì sẽ ổn thôi mà biết đâu còn giỏi hơn. Nhưng trong quản trị, đâu ai muốn chia tay một nhân sự đang làm việc tốt để đi tìm người khác vì vấn đề là họ sẽ mất bao lâu, bao nhiêu công sức để tạo nên một người được như Quang Hải. Đó là điều Hà Nội FC cần tính toán. Bản thân tôi không nghĩ trên đời này có nhân vật nào không thể thay thế. Nhưng Hà Nội FC nếu chấp nhận để Quang Hải ra đi, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm người thay thế và để người đó hòa nhập với đội bóng. Cuối cùng, khi được hỏi nếu xuất ngoại, danh tiếng Quang Hải sẽ ra sao nếu thành công hoặc thất bại, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long nêu quan điểm. Danh tiếng quốc tế của Quang Hải thật ra là chưa có nhiều, đặc biệt tại châu Âu. Cậu ấy có lẽ nổi ở châu Á hơn. Nếu nước ngoài, nhất là châu Âu muốn có Quang Hải, tôi nghĩ vẫn thiên về yếu tố tài năng hơn. Và nếu Quang Hải thành công sẽ quá tốt. Nói thẳng là tâm lý chúng ta vẫn đa số dính ngoại. Bất kỳ cái gì dính tới yếu tố nước ngoài cũng thơm lây theo. Yếu tố nước ngoài sẽ giúp ích rất lớn cho tên tuổi Quang Hải tại Việt Nam. Còn nếu Quang Hải không thành công, tôi nghĩ cũng chẳng sao. Nhiều ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai xuất ngoại cũng thất bại, nhưng tôi thấy họ chẳng bị ảnh hưởng mấy. Bóng đá rất hay, tôi thấy người hâm mộ rất văn minh. Bây giờ anh đã hay giờ, tôi nhìn vào hiện tại thôi, chứ không phải quá khứ anh ở nước ngoài không được thì chúng tôi luôn xem anh như kẻ thất bại. Trong 6 năm Quang Hải có mặt, câu lạc bộ Hà Nội cũng 3 lần bước lên đỉnh cao V-League, điều mà họ làm được 2 lần trong 7 mùa trước đó. Thời kỳ thăng hoa của đội bóng thủ đô cũng gắn liền với đỉnh cao của Quang Hải. Anh ghi 8 bàn trong mùa 2018, năm Hà Nội vô địch sớm 5 vòng với số điểm kỷ lục trong lịch sử 64 điểm. Mùa kế tiếp,
Anh nâng số bàn thắng lên 9, cùng Hà Nội vào chung kết liên khu vực AFC Cup, thành tích tốt nhất của một câu lạc bộ Việt Nam. Thông số bàn thắng của Quang Hải là đặc biệt ấn tượng vì nó ngang ngửa với các tiền đạo và ngoại binh hàng đầu giải đấu dù Hải chỉ chơi ở vị trí tiền vệ. Hải xuất sắc tới đâu, hãy nhìn con số tương tự của Hùng Dũng, 3 bàn, Hoàng Đức, 2 bàn trong những năm họ giành quả bóng vàng. Vì vậy, nếu Quang Hải ra đi, đội bóng thủ đô rất khó tìm được người thay thế cầu thủ này trong thời gian tới. Đây cũng là điều mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ cùng chung nhận định.